lên giữa đi. Tại sao phải vậy? Tại giờ mình tập lái mình đi chậm, thấy chưa? Xe tải người ta đang cần chở hàng, người ta phải đi với tốc độ đúng thời điểm của người ta, đúng không? Do đó đó mình phải mở xi nhan qua bên phải, nhường cho cái bên trái cho xe tải vừa rồi mình lấy qua lại. Tại vì sao đặc thù cái đường rừng sát ở Cần Giờ này? Bên trái là lên tổng hợp tất cả các loại ô tô được đi. Còn lên phải chỉ dành cho xe du lịch. Như vậy xe tải chỉ đi được mỗi lên lên một này thôi. Hiểu chưa? Như vậy mình chậm lái mình chạy chậm mà anh xe tải phía sau anh muốn xin vượt mình. Đúng chưa? Thì mình phải nên chủ động mình chuyển qua lên phải tức là lên giữa đó để cho anh vượt. Tại vì mình chạy chậm quá phải cho anh ta vượt thôi. Nhưng mà nếu người ta vượt lên phải thì người ta lại vi phạm, do đó người ta sẽ xin xi nhan mình. Đúng chưa? Hoặc là từ xa mình thấy có xe tải từ xa đi tới thì tốc độ sẽ nhanh hơn mình rồi. Thì mình chủ động chuyển qua lên phải. Khi mình chuyển qua lên phải mình vẫn để xi nhan đó thì cảnh sát giao thông cũng sẽ không có phạt mình. Hiểu chưa? Còn nếu mà để anh xe tải anh vượt qua lên phải vượt qua mình, nếu mà có cảnh sát giao thông anh sẽ xử phạt cho người ta. Hiểu chưa? Đó, do đó là mình đi trên một đoạn đường nào thì mình cũng phải nên đọc cái biển phân làn theo phương tiện, tức là mình coi cái phương tiện nào được đi lên nào và mình sẽ có cách xử lý hợp lý. Như vậy thì mình thấy rõ ràng á, xe con được đi cả hai lane đúng không? Lên một cả lên hai luôn, đúng chưa? Do đó khi mình thấy xe con thì mình có cần phải chuyển qua không? Không. À, mình không cần, đúng chưa? Và các người tài xế mà lái xe con á, người ta cũng hiểu luật mà, người ta cũng biết rồi à, xe tải nó được đi mỗi lên này thôi thôi thì người ta chuyển qua lên kia người ta vượt mình thôi, đúng không? Đó là hợp lệ, tất cả đều xe đều hợp lệ, đúng chưa? Do đó đó mình lái xe khi quan sát ở phía sau còn thấy có xe tải đúng chưa, mình tập lái mình chạy chậm hơn người ta thì phải nhường lại cho người ta chứ. Đúng chưa? Thì mình nên chủ động mình nhường, còn có anh xe con thì không cần. Hiểu chưa? Còn nếu mình tập lái mình đỡ ở xe con thì đối với cái tình huống là ở đường rừng sát này thì sao, mình chạy chậm quá thì mình đi vào lên lên phải. Đúng không? Lên số 2 đó, để với lên trái này cho người ta đi tốc độ cao người ta đi. Hiểu chưa? Chứ không phải giống như ở nước ngoài, lên trái là lên để dành đi tốc độ cao. Hiểu không? Tùy thuộc vào cái biển phân làn theo phương tiện đó được phân đi lên nào cái đã. Hiểu chưa? Có cái gờ nha. Gờ hơi buồn thẳng. Rồi tăng số luôn đi, tăng số 5 luôn. Như vậy bây giờ em nhìn ở phía xa em thấy là có xe con đúng không? Có xe con. Em có cần chuyển qua không? Dạ không. Không cần. Dạ. Mình cứ đi thẳng lên một của mình luôn. Còn cái len trong lề là len hai bánh ba bánh rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ.